Kính thưa quý vị khán giả, nổi mề đây là một tình trạng dị ứng rất thường gặp. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để chúng ta tìm hiểu về những phương cách có thể tự chữa nổi mề đay dạng nhẹ ngay tại nhà mà ai cũng có thể thực hiện. Dạ thưa bác sĩ, nổi mề đay thì có nguyên nhân do đâu và có phải là nó liên quan đến yếu tố thời tiết hay không ạ? Trong những trường hợp mà mề đay cấp tính thì thông thường nhất là do vấn đề về dị ứng. Dị ứng ở đây có thể là dị ứng với thuốc, dị ứng thức ăn hoặc là dị ứng với những cái sản phẩm chất gì đó tiếp xúc ở trên da của chúng ta. Còn trong trường hợp về mề đay mãn tính, đa phần những trường hợp là chúng ta không có rõ nguyên nhân. Nó có thể là có những cái nguyên nhân mà tiềm ẩn ở bên dưới, ví dụ giống như là tình trạng mà nhiễm trùng, nhiễm HB ở đường tiêu hóa hoặc là nhiễm ký sinh trùng ở đường ruột. Trong một số trường hợp nó có thể liên quan đến bệnh lý tự miễn toàn thân. Trong những cái thời gian mà giao mùa thì nhiệt độ sẽ thay đổi đột ngột, kháng nguyên gây dị ứng nó cũng xuất hiện nhiều hơn trong không khí, ví dụ như là bụi bẩn và phấn hoa. Thì những chính những cái yếu tố này nó có thể khởi phát cái tình trạng mề đay mãn tính hoặc là cấp tính. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm những cách có thể điều trị mề đay hay là mẩn ngứa dạng nhẹ ngay tại nhà mà ai cũng có thể thực hiện không ạ? Sang thương mề đay xuất hiện ở trên da của mình rồi, mình sẽ hạn chế việc mà cào gãi những sang thương này. Hay chúng ta có thể làm mát tại chỗ bằng cách là quạt mát hoặc là chườm lạnh. Nhưng mà nếu mà mề đay khởi phát do lạnh thì ngược lại thì chúng ta cần làm ấm những cái vùng sang thương. Thì có thể sử dụng thêm một số cái chất dưỡng ẩm thoa lên cái vùng sang thương mề đay. Ta cũng không nên tự ý là mình sử dụng những cái loại đá cây để mình đắp lên những cái vùng mà sang thương da. Trong trường hợp mà đối với những điều trị mà thông thường không đáp ứng, mề đay xuất hiện nhiều hơn kèm theo những biểu hiện toàn thân thì phải có đến sự thăm khám của bác sĩ để đánh giá tình trạng mề đay này. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình Nắng và Mưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin sức khỏe hữu ích.